tôi sẽ giết anh đó nha. Mẹ. Mẹ. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Đây có phải là trò đùa không? Johnny đang ở đâu rồi? Anh ta đã đánh tôi và trốn thoát rồi. Alo. Cái gì? Chuyện gì xảy ra nữa vậy? Sida đã đến nơi ẩn náu của chúng tôi. Anh ta chạy đi trốn thoát mất rồi. Mẹ hãy cẩn thận. Cẩn thận nào. Qua hết rồi. Chúng ta đã trốn thoát khỏi nơi đó. Bây giờ mọi thứ đã ổn rồi mẹ. Bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ ở nhà sau một lúc nữa thôi. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Mẹ thật sự xin lỗi. Mẹ đã hủy hoại cuộc đời của cả hai con rồi. Mẹ xin lỗi vì điều đó. Sida, đừng nói như vậy mà mẹ. Đừng tự trách mình vì những gì đã xảy ra. Đây không phải là lỗi của mẹ đâu. Gia chính là người đã lợi dụng việc mẹ bị mất trí nhớ. Nhưng mà con hứa với mẹ, sau ngày hôm nay sẽ không có chuyện gì như vậy xảy ra nữa. Mẹ không tin tưởng con sao? Mẹ tin tưởng con nhất, Sida. Con nên rời khỏi đây liền đi. Đừng vì mẹ mà khiến mình gặp thêm rắc rối nữa. Con đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề rồi. Sida. Sida, mẹ. Mẹ sao vậy? Con vẫn còn sống mà mẹ. Con sẽ không để bất kỳ tổn hại nào đến với mẹ khi mà con còn sống đâu. Thiệt tình. Xin người hãy giúp chúng tôi. Ôi, hãy bắt hắn lại, không được để hắn chạy thoát. Đi nào, cô ấy không có ở đây.
Dạ, quỷ đang ở đây rồi. Giúp tôi với. Giúp tôi với. Thím à. Rachel à, em ổn chứ? Cởi trói cho cô ấy. Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Đứng dậy đi thím. Đi đi. Đi đi à. Già đã trói em vào cái ghế này. Và cậu ta đã đập vỡ tất cả mọi thứ. Em đã rất là sợ hãi. Nhưng đây là ý tưởng của Jody, không phải là của em đâu. Tụi em đã cố gắng cứu chị. Đi đi à. Tụi em đã làm tất cả mọi thứ. Em sẽ giải thích mọi thứ cho chị lại từ đầu. Jody và em đã đi vào phòng. Em giúp con bé mặc quần áo để mà kết hôn. Và ý tưởng này chính là của Jody. Cậu ta đã nhìn thấy sương móng tay của em. Và cậu ta đã nhận ra là em, chứ không phải là Jody. Jody đã trốn khỏi đây để mà đi tìm chị đó. Gia và Amon đã đuổi theo con bé rồi. Đáng lẽ cô ấy không nên đi xa đến như vậy. Cháu sẽ tìm cô ấy. Mẹ. Thím à, ba, chăm sóc mẹ và gọi cảnh sát đi. Chắc là Jody đã không đi quá xa đâu. Con đi đón cô ấy đây. Làm ơn đợi một chút xích đa. Mẹ sẽ đi cùng với con mà. Con không thể nào đi một mình được. Gia là một người đàn ông rất là nguy hiểm. Ngoài ra, tất cả chuyện này xảy ra là do mẹ. Chuyện này bắt đầu từ mẹ, vì vậy kết thúc cùng với mẹ. Mẹ, đừng nói như vậy. Con vẫn sẽ ở đây với mẹ mà. Sau ngày hôm nay mẹ sẽ không nói những điều như vậy nữa đó. Con sẽ lo tất cả mọi việc. Con sẽ lo mà. Tại sao mà con lại không hiểu? Làm sao mà mẹ có thể không làm gì khi mà mẹ biết rằng mạng sống con đang gặp nguy hiểm được chứ? Điều đó là không thể. Làm ơn cho mẹ đi đi. Mẹ sẽ không đi đâu cả. Mẹ ở đây đi. Con nói điều đó rõ ràng đó. Bà hãy chăm sóc cho mẹ đi. Alo. Chú à, hãy thuê bảo vệ đến nhà. Cảnh sát sẽ tới đây sớm thôi. Cháu sẽ đi tìm Jody đi. Dạ được rồi. Mình không ngại mạo hiểm mạng sống của mình để đảm bảo rằng bọn trẻ không còn đau khổ nữa. Anh có tìm thấy Jody và Sid đâu không? Đi đi sao rồi? Và con gái chúng ta sao rồi? Đi đi hoàn toàn ổn. Cô ấy lấy lại được trí nhớ rồi. Sid đã cứu cô ấy. Vậy còn Jody thì sao? Tại sao anh không trả lời em vậy? Hãy cho em biết Jody ra sao rồi. Trước khi mà cha có thể ép Jody kết hôn thì con bé đã trốn đi rồi. Chúng ta không biết con bé đã đi đâu. Nhưng mà em đừng lo. Bây giờ thì Sid đã đi tìm con bé rồi. Anh không biết là cha nguy hiểm như thế nào sao? Lỡ như có chuyện gì xảy ra với con cái chúng ta thì sao đây? Simran à, thần linh luôn đứng về phía của chúng ta. Ngày ấy luôn giúp chúng ta thoát khỏi rắc rối. Lần này ngày ấy cũng sẽ làm như vậy thôi.
Kesa, sao? Hãy đi với tôi. Quỷ viên cảnh sát đi Mỹ đã trở về rồi. Chúng ta phải gặp anh ấy ngay. Được rồi, đi thôi. Nè, tìm cô ấy ở đằng kia. Mọi người qua đây xem đi. Rodney! 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 Tìm cô ấy ở đó đi. Rodney! Rodney! Tôi sẽ không để em trốn thoát được đâu. Rodney! Em đã làm phiền tôi quá đủ rồi đó. Hãy để tôi kết thúc vở kịch này một lần và mãi mãi. Dạ, buông tôi ra. Dạ, bây giờ đã đến lúc em phải nói lời tạm biệt với cuộc đời của mình rồi đó. Rodney, dạ, buông tôi ra. Ôi không, đứng lên nào. Buông tôi ra, đi nhanh. Dạ, làm ơn. Nhanh lên. Vào đi. Thưa ông Kurana, tại sao nhìn ông có vẻ căng thẳng vậy? Hãy hỏi anh ấy đi. Quỷ viên, hãy hỏi thanh tra đi. Hỏi anh ta có chuyện gì xảy ra. Anh ta đã nhốt đứa con trai vô tội của tôi vào phòng giam khi mà anh vắng mặt. Họ còn thả ra dù hắn ta bị buộc tội đã cố ý giết người. Cuộc sống của con trai tôi và con dâu của tôi đang gặp nguy hiểm. Gia đang đuổi theo bọn họ. Bây giờ cả hai đều đã mất tích rồi. Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Thưa sếp. Chính đó, đi đi bà theo. Nè, đừng bóp méo sự thật. Không phải Sid đã nói rằng đi đi không khỏe hay sao? Cô ấy đang bị mất trí nhớ một phần. Tất cả là vì cha. Nhưng mà ông vẫn không tin chúng tôi. Ông có biết rằng già đã bắt cóc con dâu của tôi không hả? Anh ta đang lên kế hoạch kết hôn với con bé một cách bất hợp pháp. Hãy xem điều gì đã xảy ra đi. Quý viên, luật pháp đang bị coi nhẹ ở đây rồi đó. Jenna, mang toàn bộ lực lượng cảnh sát đi cùng với anh. Tôi muốn vụ việc này được giải quyết ngay bây giờ. Và tôi muốn hồ sơ của gia trên bàn của tôi trong một giờ làm việc. Đi ngay đi. Rõ, thưa sếp. Ông Kurana, thư giãn đi. Tôi sẽ xem xét nó mà. Dạ, làm ơn dừng lại. Dạ, hãy để tôi đi đi. Dạ, nhanh lên nào. Anh đang làm gì vậy? Dạ, hãy buông tôi ra. Không. Không. Xích đa.
Siddha. Vậy là anh đã trở lại. Anh đúng là không thể nào tin được mà. Dù tôi có làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì anh luôn luôn quay trở lại. Anh không bỏ cuộc có phải không? Anh không chỉ ngu ngốc mà còn mù quáng nữa đó cha. Cái chết của anh đang chờ đợi anh, nhưng mà anh lại từ chối chấp nhận nó. Cái chết nào hả? Tôi không biết gì về cái chết, nhưng mà mạng sống của anh đang nằm trong tay của tôi. Dừng lại đi cha. Xích đó. Và nếu như tôi buông cô ấy ra thì, nếu rơi từ độ cao này xuống thì cô ấy không thể nào sống được. Dạ. Rớt đi. Mẹ. Mẹ. Mẹ ơi, chờ đã, rớt đi. Giữ yên đó, Siddha. Siddha. Wow, cả gia đình sẽ chết ở đây thôi. Không, mẹ ơi. Mẹ. 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 Không. Mẹ ơi. Anh đã đến đúng nơi mà tôi đã bỏ lại anh vào tuần trước. Sự khác biệt duy nhất là lần này không chỉ có mẹ vợ của anh mà cả cuộc sống của vợ anh nữa. Tất cả đều đang gặp nguy hiểm rồi. Ba có một con cừu nhỏ.
Ba có một con cừu nhỏ. Con cừu nhỏ. Con cừu nhỏ. Nói đi nào, anh sẽ cứu ai? Anh sẽ là một người chồng tốt chứ? Hay là một người con rể tốt? Và rồi anh sẽ chọn ai đây? Hả? Nói tôi nghe đi nào. Nói tôi biết đi, Sid. Cậu ta sẽ giết con đó, Siddha. Không, Siddha. Làm ơn nghe mẹ nói đây. Mẹ à. Mẹ à, không. Con à, hãy nghe mẹ nói đây. Mẹ à, không, không. Không mẹ. Mẹ. Không mẹ. Ráng kiên nhẫn một chút nữa. Hãy để mẹ đi đi, Siddha. Không, mẹ. Không. Mẹ. Mẹ đã mất rồi. Bà ấy đã chết rồi. Chết rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Ồ. Sứ mệnh đời tôi đã hoàn thành rồi. Mẹ của anh đã chết rồi. Ồ, bây giờ hãy làm bất cứ điều gì mà anh muốn đi. Đánh tôi đi nào. Đánh tôi đi. Tôi đã cướp đi mọi hạnh phúc của anh rồi đó.
Ôi, anh không thể làm gì với nó. Anh không thể làm được gì cả. Đánh tôi đi. Ồ, đánh nữa đi nào. Đánh đi. Đánh đi, đánh tiếp đi nào. Ông Khurana, hãy thả anh ấy ra. Đừng ép chúng tôi bắt ông. Nè, hãy nhìn vào tình trạng của anh ta đi. Tôi đã cướp đi tất cả mọi thứ của anh ta rồi. Anh quả thật là không may mắn. Anh thậm chí sẽ không có được sự hài lòng khi mà anh giết chết tôi. Hãy nhìn Rodney đi kìa. Hãy nhìn xem bây giờ cô ấy đau lòng như thế nào. Anh đã không thể nào làm được gì cả. Anh không thể nào làm gì được. Rodney, hãy nhìn chồng của cô đi kìa. Không phải cô đã bỏ rơi tôi vì anh ta sao? Bây giờ đây mẹ cô đã chết vì anh ta đó. Không phải anh quá đề cao về bản thân của mình sao hả? Vậy sao anh lại buông tay mẹ anh ra? Rodney, anh ta phải chịu mọi trách nhiệm. Nếu như mà cô không yêu anh ta thì mẹ cô chắc chắn vẫn còn sống. Bà ấy chắc chắn đã còn sống rồi. Chính anh ta đã giết mẹ cô rồi. Xích Đa chính là kẻ đã giết mẹ cô đó. Bây giờ tôi cũng sẽ chết theo ý của mình thôi. Ôi thần linh ơi, làm ơn để tôi đi đi, thưa bà. Thưa bà. Rốt đi. Ôi, không. Làm ơn, rốt đi. Rodney. Mẹ. Mẹ đang ngủ phải không? Thật sự là con nghĩ mẹ rất cần được nghỉ ngơi. Con có thể hiểu được mà. Con vẫn luôn nói mẹ là hãy cần nghỉ ngơi. Nhưng mà mẹ không bao giờ chịu nghỉ ngơi phải không? Mẹ không bao giờ lắng nghe con. Mẹ. Mẹ con đang nghỉ ngơi. Chú à, chú con biết là bảy không bao giờ nghỉ ngơi mà. Bảy liên tục làm việc mọi lúc mọi nơi. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi mẹ. Mẹ, hãy nhớ rằng mẹ đã tặng con một số tạp chí thời trang. Con rất muốn đọc chúng. Nhưng mà con cần mẹ giúp đỡ con để mà làm việc đó. Sau khi mẹ thức dậy, mẹ nhớ giúp con đó. Hãy chắc chắn rằng bảy không gặp phải bất kỳ sự bất tiện nào. Bảy đang ngủ, bà ấy rất dễ bị sợ làm phiền. Bảy cần được nghỉ ngơi. Mọi người có hiểu được hay không vậy? Bảy không nên cảm thấy đau đớn. Bảy cần được nghỉ ngơi thôi.
Bà ấy chỉ đang nghỉ ngơi mà thôi. Mẹ ơi, rớt đi, bình tĩnh nào con. Đã đến lúc đốt vàng thiêu rồi. Rớt đi, anh ta chính là kẻ đó. Đáng lý mẹ của cô vẫn còn sống. Giá như mà cô không yêu anh ta thì bà ấy vẫn còn sống. Rodney, hắn ta đã giết mẹ cô đó. Xích Đa là kẻ đã giết mẹ cô. Lùi lại đi, Xích Đa. Rodney, anh chỉ cần tránh xa ra. Anh không thể làm điều này. Anh biết gì không? Thực sự là anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng anh đã không thể trở thành một đứa con trai như là mẹ của tôi mong muốn. Rodney, và chúng ta, tôi không biết chúng ta đã sống trong thế giới tưởng tượng nào trong suốt thời gian qua. Chúng ta cứ nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, chúng ta tưởng mình có tất cả, nhưng chúng ta sai rồi, Xích Đa. Tình bạn của chúng ta, tình yêu của chúng ta, cuộc hôn nhân của chúng ta, mọi thứ đều không ổn, Xích Đa. Anh có biết điều đó đã dẫn đến kết quả gì không? Là cái chết của mẹ tôi. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên hiểu ra rồi. Đúng vậy đó. Đã đến lúc rồi. Ý em là gì? Là em. Sao? Hả? Em không phải là người duy nhất mất mẹ đâu. Ngay cả anh cũng đã mất mẹ. Vậy em đang đổ lỗi cho mối quan hệ của chúng ta vì cái chết của mẹ sao? Phải không nào? Không không, anh sai rồi, Xích Đa. Anh chính là người đã chen vào giữa tôi và mẹ của tôi. Đúng vậy, mối quan hệ của chúng ta xen vào giữa mẹ tôi và tôi. Nếu không phải vậy thì bảy bây giờ đang ở bên cạnh tôi rồi. Đáng lẽ ra mẹ tôi đang ở bên cạnh tôi. Bây giờ chúng ta nên hiểu ra đi. Anh đã không tránh xa bà ấy khi bà ấy còn sống, thì ít nhất hãy tránh xa bà ấy khi bà ấy qua đời. Rớt đi à? Và hãy tránh xa tôi nữa. Anh có hiểu không? Em đang đổ lỗi cho anh vì cái chết của mẹ sao? Nếu như tôi có thể đưa mẹ tôi trở lại bằng cách đổ lỗi cho anh thì tôi sẽ làm như vậy đó. Tuy nhiên, chúng ta đã vượt qua giai đoạn đó rồi. Bây giờ tôi sẽ không nhận được gì từ việc đổ lỗi cho bất kỳ ai. Mẹ tôi sẽ không thể quay lại. Bà ấy đã ra đi mãi mãi. Bà ấy sẽ không bao giờ quay lại được nữa, Xích Đa. Và theo luật thì anh không phải là kẻ giết người. Anh đã không làm gì cả. Nhưng mà anh có biết vấn đề là gì không? Bây giờ bất cứ khi nào tôi nhìn thấy anh thì tôi sẽ nhớ về việc mẹ tôi đã chết như thế nào. Rớt đi, đúng vậy đó, Xích Đa. Xích Đa, có lẽ bà ấy đã không chết. Bà ấy không làm gì sai cả. Tôi hy vọng là anh biết rằng anh đã có thể cứu được bà ấy. Mặc dù như vậy, anh biết là anh đã cố gắng rất nhiều. Tôi biết là anh cũng đã cố gắng hết sức. Nhưng mà tình yêu của chúng ta đã đến và cản đường anh. Không, tình yêu của chúng ta đã cướp đi mạng sống của bà ấy. Bà ấy chết vì tình yêu của chúng ta. Anh biết mà, hãy hiểu đi. Rằng cả hai chúng ta đều đã giết bà ấy. Không, rốt đi. Hãy nghe đây. Anh đã trở nên yếu đuối. Tình yêu của chúng ta đã khiến cho anh trở nên yếu đuối. Anh đã trở nên ích kỷ. Mẹ của tôi đã mất rồi. Bà ấy đã đi rồi. Rodney, bà ấy, chúng ta đã giết bà ấy. Đã đến lúc đốt vàng thiêu. Nếu bà ấy có con trai, tôi yêu cầu anh ấy tiến lên phía trước. Tôi là đứa con duy nhất của mẹ tôi. Tôi sẽ đốt vàng thiêu. Sẽ không có ai khác làm điều đó đâu. Không một ai.
Anh không thể trở thành con trai của mẹ tôi. Tôi không biết chúng ta đã sống trong thế giới tưởng tượng nào trong suốt thời gian qua. Chúng ta đã nghĩ mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Tình bạn của chúng ta, tình yêu của chúng ta, cuộc hôn nhân của chúng ta, mọi thứ đều là sai lầm xích đa. Anh có biết điều đó dẫn đến kết quả gì không? Là cái chết của mẹ tôi. Anh sai rồi, xích đa. Anh là người đã chen vào giữa tôi và mẹ của tôi. Bà, sao Rodney có thể trách con? Vì mọi chuyện đã xảy ra được hả ba? Con đã làm tất cả mọi thứ có thể cho Rodney và mẹ. Thật không may là sau khi làm tất cả những gì có thể thì mẹ con... Có thần linh mới biết con đã cố gắng làm hết mọi cách có thể rồi mà. Nhưng con đã thua rồi ba. Hãy cho con bé một chút thời gian. Đi đi là mẹ con bé. Con hãy xem xét đến những gì mà con bé đang trải qua. Rodney sẽ không thể quyết định điều gì đúng và không đúng. Con là sức mạnh của cô ấy mà. Và cho đến khi nào mà con còn ở bên cô ấy, thì con có thể giúp cô ấy thoát khỏi tất cả mọi vấn đề. Nhưng mà con không thể làm được gì nếu như con không có cô ấy. Bà có biết điều cuối cùng mẹ nói với con là gì không? Bà ấy bảo con là hãy chăm sóc cho Rodney. Và con đã hứa với bà ấy rằng con sẽ chăm sóc cho cô ấy. Nhưng mà con có thể làm gì nếu Rodney không muốn con có mặt trong cuộc đời cô ấy đây? Làm sao con có thể chăm sóc cô ấy? Ngay bây giờ Rodney đang rất cần con. Con rất muốn bên cạnh cô ấy. Nhưng mà con... Nghe nè Sid, bà cũng nghĩ là con bé rất cần con. Điều quan trọng là Rodney phải nhận ra rằng con bé đang cần con kìa. Ngày Rodney nhận ra điều đó, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Hãy cho con bé một chút thời gian. Con sẽ phải xử lý trường hợp của Rodney một cách tế nhị. Cho nên, cần thời gian để trả lời tất cả. Sida, con hiểu không? Không phải thằng bé đang tỏ ra nhạy cảm quá rồi sao? Raya, em không thể nào nhìn thấy con trai của em buồn như thế này đâu. Hãy làm điều gì đó đi anh. Họ đã buộc tội con trai của em là kẻ giết người. Thằng bé đã phạm phải sai lầm gì chứ? Và Rodney, tại sao con bé lại trừng phạt Sid hả? Rodney, con bé đang làm điều gì vậy? Em có thể hiểu rằng dì Didi chính là mẹ của con bé. Nhưng mà khi con bé nói rằng Sida đã giết bà ấy, thì con bé đang gián tiếp lợi dụng mối quan hệ giữa Sida và Didi. Và em thì em không thể nào chịu đựng được tất cả những điều này. Simran à, con bé chưa bao giờ có ba. Giờ đây nó đã mất mẹ. Rodney, nó đang coi mình là trẻ mồ côi. Hãy hiểu điều đó đi. Nhưng mà em đã ở đó với con bé. Ngay cả anh cũng đã ở đó mà. Rodney, nó giống như một đứa con gái với em. Và anh cũng biết điều đó. Em không để con bé phải cảm thấy cô đơn. Em chưa bao giờ để con bé cảm thấy như vậy. Và điều đó sẽ không thay đổi. Và anh cũng biết rõ điều này mà. Đúng, anh biết rõ mà Simran. Anh biết rõ. Vì vậy chúng ta cần phải có một chút kiên nhẫn. Anh tin chắc rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng nếu mọi chuyện không tốt hơn thì sao?